Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài giảng liên quan tới các bài toán thực tế và hôm nay thì thầy sẽ cung cấp cho các bạn các cái phương pháp để chúng ta tiếp cận một cái bài toán thực tế. Và đây các bạn có thể nhìn thấy nội dung bài giảng thầy ghi à, đó là phương pháp tiếp cận các bài toán thực tế. Vậy thì có những phương pháp nào thì hôm nay trong bài giảng thầy sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phương pháp đầu tiên để giải quyết các cái bài toán thực tế. Chúng ta sẽ đến với phương pháp số 1 nha. Chúng ta sẽ đến với phương pháp đầu tiên và trong phương pháp này thì chúng ta sẽ bắt gặp các bài toán thực tế mà chúng ta sẽ chuyển cái bài toán thực tế về mảng hình học không gian tọa độ oxyz thì thầy ghi đó là phương pháp một đó là mô hình hóa bài toán thực tế về hình học không gian cổ điển và cụ thể như sau này tức là chúng ta đọc một cái bài toán và đề bài nó có yếu tố thực tế và công việc của chúng ta lúc này là chúng ta sẽ cắt nghĩa dữ kiện bài toán hay thầy ghi đó là mô hình hóa cái bài toán thực tế về cái phần bài toán thuần hình học không gian cổ điển và đó là bài toán thuần hình học không gian cổ điển thì lúc này người ta sẽ hay hỏi những cái câu hỏi mang tính uh, định lượng tức là những bài toán liên quan đến tính thể tích hay là đi tính diện tích trong đó có thể bắt gặp những cái diện tích của các cái hình uh, hay là mặt tròn xoay như là nón trụ hoặc là cầu thì ở đây các bạn có thể nhìn chi tiết một chút này thì lúc này khi các bạn chuyển về hình học không gian cổ điển rồi tức là chúng ta bỏ đi yếu tố thực tế đấy chúng ta hiểu như thế thì lúc này chúng ta phải nhớ cho thầy các cái công thức và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có hai cái phần công thức đó là bắt gặp các cái công thức của các cái uh, khối hình mà chúng ta sẽ cần phải đi tính thể tích của nó. cụ thể chúng ta hay bắt gặp đó là khối chóp, đúng không? trong chóp thì hiển nhiên chúng ta sẽ gặp một cái tình huống đặc biệt là đáy của nó là là cái hình tròn thì chúng ta sẽ gặp đó là thể tích của nón. tiếp đến đó là lăng trụ và tiếp tình huống lăng trụ mà có đáy đặc biệt là hình tròn thì chúng ta sẽ gặp cái tình huống đó là trụ và tiếp đến đó là uh, phần cầu. thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy luôn công thức thể tích chóp thì chắc là ai cũng nhớ đúng không? phần này cũng rất là cơ bản rồi. Công thức là 1 phần 3 chiều cao nhân diện tích đáy Và với thể tích của nó thì bằng 1 phần 3 HPR bình Thì chẳng qua là do nón thì đáy của nó nó chính là cái hình tròn Và có diện tích là PR bình đúng không? Đó. Và thể tích của lăng trụ thì bạn biết rồi Nó khác với chóp là nó không có chỉ số 1 phần 3 Công thức nó có hai thành phần đó là chiều cao và diện tích đáy Thì có luôn công thức là H nhân diện tích đáy Và từ đây chúng ta cũng suy ra được thể tích của cái trụ Lúc này chúng ta có công thức là HPR bình và cuối cùng là chúng ta sẽ có bắt gặp một cái câu hỏi liên quan đến thể tích của cái khối cầu thì bạn nhớ công thức là 4/3 pi r mũ 3. Ok. Còn phần diện tích thì chúng ta sẽ bắt gặp xoay quanh các cái diện tích của các hình mặt tròn xoay có thể ví dụ như là hình nón, hình trụ hoặc là mặt cầu. Hoặc thậm chí có thể là các cái hình như là hình uh, lập phương chẳng hạn, hình hộp chữ nhật đúng không? Thì chúng ta cũng có thể bắt gặp những cái khối hình nó xuất hiện trong cái bài toán thực tế của chúng ta, đúng không? Đấy thì đoạn sau chúng ta có thể đi vào cái ví dụ thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Thì ở đây thầy sẽ minh họa cho ba cái tình huống cũng rất là hay gặp. Đó là hình nón thì các bạn nhớ cho thầy diện tích xung quanh Thì bằng pi l, còn hình trụ là hai pi l. Ở đây thì các bạn thấy là để dễ nhớ thì bạn hình dung là nón thì có một mặt nên là có chỉ số là một pi l, còn hình trụ thì có hai mặt là hai pi l. Nhưng tình huống mà với trụ thì đường sinh nó bằng chiều cao luôn, nên có thể ghi là hai pi h cũng được. Còn diện tích toàn phần thì luôn bằng là diện tích xung quanh cộng diện tích đáy với hình nón thì có một đáy còn với trụ thì có hai đáy và chúng ta có các công thức tương tự cái phần này thì các bạn tự nhớ nhé còn phần mặt cầu thì bạn biết là diện tích mặt cầu thì bằng 4 pi bình ok đúng không đấy và khi chúng ta nhớ các công thức này chúng ta áp dụng vào và cắt nghĩa các dữ kiện bài toán thì khi đó chúng ta sẽ xem cái yêu cầu bài toán lúc này là gì cụ thể là gì đúng không vì đôi khi có những bài toán nó lại có tức là khi chúng ta chuyển về hình học không gian cổ điển rồi thì nó lại mang cái bài toán mang tính tối ưu tức là chúng ta giải quyết những bài toán kiểu như min max có thể bắt gặp vào khi đó thì chúng ta phải xem cái yêu cầu bài toán này là gì để chúng ta ra đáp số cho nó chuẩn đúng không? Đấy. Thì đấy là cái phương pháp chúng ta tiếp cận ở cái phương pháp số 1 đó là mô hình hóa bài toán thực tế về mạng hình học không gian cổ điển và để các bạn dễ hình dung chúng ta sẽ đi vào các ví dụ và thầy sẽ phân tích rõ hơn để các bạn khi gặp những cái bài toán kiểu này và áp dụng được phương pháp số 1 cho nó chuẩn đúng không? và sẽ đi vào ví dụ đầu tiên ví dụ số một nha. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên, ví dụ ở số 1 và nội dung của ví dụ số 1 này như sau. Đó là người ta làm một dụng cụ sinh hoạt gồm hình nón và một cái hình trụ như hình bên. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy người ta cho trước một cái hình và ở đây thì người ta cho biết đây là một cái dụng cụ sinh hoạt. Tức là chúng ta hiểu rằng là đang bắt đầu có yếu tố thực tế, đúng không? Và các cái thông số đi kèm ở trên cái hình này. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy có ba cái thông số đi kèm. Và Người ta hỏi là cần bao nhiêu mét vuông vật liệu để làm dụng cụ sinh hoạt trên và cho biết rằng các mối nối thì không đáng kể và làm tròn kết quả đến hàng phần chục. Lúc này thì câu hỏi thầy đang để dưới dạng tự luận, tức là các bạn phải trình bày dưới dạng tự luận. Còn hiển nhiên nếu người ta thiết kế dưới dạng trắc nghiệm thì cũng không khó, khi các bạn giải được tự luận thì việc chúng ta nhìn vào kết quả để chúng ta chọn đáp án. Với một câu hỏi trắc nghiệm thì nó không có sự khác biệt, đúng không? thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý bài toán này như thế nào? Thì bây giờ các bạn thấy là có cái từ là một dụng cụ sinh hoạt, tức là nó có yếu tố thực tế thôi Nhưng ở đây thì trên hình thì chúng ta thấy rằng là thực ra nó là một cái bài toán mà gần như là thuần về tức là nếu chúng ta bỏ cái yếu tố thực tế tức là coi như là một cái cái hình mà ở đó chúng ta thấy rằng là nó gồm cấu tạo gồm một cái nón và một cái trụ đúng không? Và người ta bắt các bạn đi tính gì nhỉ? Đi tính uh, số mét vuông vật liệu để làm dụng cụ này. Và chú ý là không có nắp đậy, tức là bên trên này coi như là không có phần này nhá. Vậy tức là các vật liệu làm thì các bạn thấy là nó chính là cái diện tích xung quanh của cái hình này thôi. Thế các bạn chú ý cho thầy là nó chỉ là diện tích xung quanh của hình này. Và nếu là diện tích xung quanh của hình này thì các bạn có thể nhận thấy là nó bao gồm là cấu tạo của diện tích xung quanh uh, của gì nhỉ? Của trụ và diện tích xung quanh của nó. Thế thôi, được không nhỉ? Đấy. Vậy thì tình huống này các bạn thấy rằng là lúc này chúng ta chỉ cần đi tính diện tích xung quanh của tổng trụ và nón thì coi như là đạt yêu cầu bài toán và thực ra nó chính là một cái bài toán Học không gian cổ điển mà thôi không có gì cả đúng không như vậy là bài toán này chúng ta thấy rằng là việc chúng ta ra đáp số là không khó và yêu cầu bài toán lúc này trở thành là gì đi tính diện tích tổng diện tích xung quanh à, thì nó gồm có diện tích của nón cộng với diện tích của trụ trước tiên các bạn cứ ghi cái công thức ra để các bạn xem là các cái đại lượng nào chúng ta thiếu thì chúng ta sẽ biết phải đi tính được không nhỉ? Đấy. diện tích nón diện tích của diện tích xung quanh nhé, đây là diện tích xung quanh và diện tích xung quanh của của trụ diện tích xung quanh của nón thì vừa rồi thầy cung cấp cho bạn công thức rồi đó chính là pi r pi còn diện tích của uh, trụ và các bạn có thể phát hiện ra rằng là trụ với nón lúc này là nó chung đáy nên là cái bán kính là nó như nhau bán kính của đáy là như nhau nên là diện tích xung quanh của trụ thì bạn biết rằng là là gì nhỉ? 2 pi Ờ r h nha, thầy dùng là 2 pi r h để chiều cao của trụ. À, như vậy các bạn thấy rằng là bài toán này chúng ta thấy là chúng ta cần phải đi tìm bán kính này, đường sinh của gì nhỉ? của trụ này, của nón chứ là các bạn và đường cao của trụ thì bài toán này các bạn thấy là đây thông số này là cho các bạn biết rằng là h trong cái công thức ở đây của chúng ta nó chính là 0,7 này. Đấy. Bây giờ chúng ta đang cần tính bán kính, bán kính thì bài toán này là đường kính ở trong 1,4 thì bán kính lúc này giờ như vậy cho các bạn biết là giờ tiếp tục bằng là 0,7 m này. Như vậy là bài toán này chúng ta đang cần thiếu anh gì nhỉ? Anh L là xong. L thì nó chính là đường sinh thì các bạn có thể nhẩm đoạn này sử dụng Pythagore. Thì từ đây đến đây thì cái chiều cao của của cái nón của các bạn thì trong tình huống này là nó bằng là 1,6 chứ không phải là 0,9. Anh này là 0,9, anh này là 0,7. Các bạn có thể sử dụng Pythagore để các bạn tính L. Như vậy thầy có thể thay luôn nhá. Như vậy nó thành là pi này nhân này giờ lúc này của thầy là 0,7 này nhân l thì thầy sử dụng căn bậc 2 căn bậc 2 của 0,7 bình cộng với 0,9 bình đúng không vì các bạn có thể nhìn thấy là đường sinh lúc này nó chính là à, bán kính bình cộng với h bình đúng không và thầy lấy căn thì nó ra à, vì đây chính là hệ thức Pythagore mà cộng với 2 pi nhân với 0,7 h là tiếp tục 0,7 à, đến đây thì chỉ bấm máy là ra kết quả như vậy là câu hỏi này à, nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi không có gì cả đúng không Chúng ta chỉ bấm, bấm máy cho thầy thôi Như vậy trong tình huống này thầy sẽ có là à, 0,7 này Nhân này à, Căn bậc 2 của 0,7 bình Cộng với 0,9 bình Và tiếp tục là cộng với 2 Nhân với 0,7 bình Và tất cả nhân với pi Thực ra là thầy đặt pi ra ngoài đấy Nhân với pi và nó bằng là 5,58 và ở đây là làm tròn đến hàng phần chục tức là 5,6 xấp xỉ 5,6 nó là 5,58 nó là xấp xỉ 5,6 men vuông chúng ta là làm tròn đến phần phần chục tức là sau cái dấu phẩy à, ở cái phần thập phân chúng ta lấy một số thôi đúng không một chữ số ở đây chúng ta sẽ có xấp xỉ 5,6 đấy thì trong trắc nghiệm nếu mà xuất hiện cái đi câu cái đáp án 5,6 thì mình sẽ chọn còn nếu mà tự luận thì mình sẽ trình bày thế này luôn cho thầy đúng không hiển nhiên là nếu tự luận thì các bạn sẽ À, diễn đạt một chút xíu là chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần gì nhỉ? À, mét vuông vật liệu để làm nó chính là phần diện tích xung quanh của nón cộng diện tích xung quanh của trụ và chúng ta áp dụng công thức là xong đúng không? Thế như những cái thông số ở đây thì mình sẽ làm thêm cho thầy ví dụ là đường ừ. sinh các bạn có thể tính ra hoặc nếu không thì ở đây mình có thể áp thay số vào đây cũng được không sao cả. Ok như vậy là ví dụ số đầu tiên là ví dụ số 1 nên thầy cho nó khá là nhẹ nhàng. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chuyển qua các ví dụ tiếp theo Chúng và chuyển qua ví dụ số 2 nhé. Chúng ta sẽ đến với ví dụ ở số 2 và nội dung của ví dụ số 2 này như sau. Đó là một cái cù và đây là đồ chơi trẻ em. Có lẽ là với những bạn ở vùng quê, chúng ta khá quen với cái cái cù này và nó gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Và cái cù này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó là một cái khối hình mà được cấu tạo bởi hai cái khối đó là khối trụ và khối nón. Thì trong bài có giải thích cho các bạn. Đó là gồm hai khối hình khối trụ H1 có tên là H1, tức là ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây chính là cái khối H1 này. Đấy. Còn đây là khối nón à, H2 Đấy. À, khối nón H2 à, Và chiều cao bán kính khối trụ lần lượt bằng H1 do 1 Chiều cao và bán kính đáy của khối nón lần lượt bằng H2 giờ 2 Và thỏa mãn mối quan hệ về chiều cao của trụ với chiều cao của nón Đó là H1 thì bằng 1 phần 3 H2 Và bán kính của trụ với bán kính của nón thì do 1 bằng 1 phần 2 R2 Biết thể tích toàn phần của khối hình là 30 cm khối. Và tính thể tích khối H1. À như vậy các bạn thấy rằng là à, ở đây có một cái từ thực tế đó là một cái củ và đây là một cái đồ chơi liên quan đến trẻ em. Nên là ngay cái câu chữ đầu tiên các bạn thấy là nó gắn với một cái bài toán thực tế. Nhưng thực ra chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta bỏ đi những cái à, yếu tố thực tế ở đây và chúng ta chuyển về luôn một cái mô hình toán rất là cơ bản đó là gì? Đó là chúng ta đang có một cái khối hình gồm hai khối H1 và H2 biết rằng là V1 cộng V2 nếu thầy gọi h1 có thể tích là V1 và h2 có thể tích là V2 thì mình đang có bài toán là V1 cộng V2 bằng gì? 30 cm khối. Đúng không? Và người ta đang bắt các bạn đi tính à V1 bằng bao nhiêu. Vậy thì ở đây các bạn lại phát hiện ra rằng là chúng ta có mối quan hệ về chiều cao rồi lại mối quan hệ về gì nhỉ? Về bán kính. Như vậy là khi chúng ta nhìn thấy mối quan hệ này thông qua tỉ số thì chắc chắn chúng ta có thể tìm được tỉ số V1 V2. Và khi xác định được tỷ số V1 V2 thì nó lại quay về bài toán cấp 1 đó là tìm hai số khi biết gì khi biết tổng tỉ đấy, nó rất là cơ bản thôi và vấn đề của các bạn bây giờ là phải nhớ công thức là thể tích của trụ tính bằng gì thể tích của nón tính bằng gì lập biểu thức ra và chúng ta xác định tỷ số thì coi như bài toán giải quyết xong và khi đấy thì các bạn thấy là chúng ta hoàn toàn chuyển về một cái bài toán hình học không gian cổ điển thuần túy và cách chúng ta xử lý thì nó lại rất là đơn giản được không? đấy như vậy ở đây thầy có thể ghi luôn cho các bạn là chúng ta có thể xác định nhanh được cái tỷ số v1 trên v2 vì sao tình huống này thầy lại nghĩ tới việc tính tỷ số vì đơn giản là gì là nó tỷ lệ theo gì nhỉ? chiều cao và bán kính. Mà tất cả những cái phần tỷ à, thể tích V1 V2 này thì chúng ta đều có công thức liên quan đến chiều cao và bán kính. Cụ thể ở đây là V1 thì nó chính là V của nón. Sau đây các bạn V của trụ thì công thức V của trụ thì bạn nhớ là chính là gì? H1 PR1 đúng không? HPR tất cả bình. HPR bình. Còn anh nón thì nhớ là phải có chỉ số 1 phần 3 Chiều cao của nó ứng với H2 Pi bán kính của nó là R2 Đấy, Đúng không? Và khi đó thì thầy lật lên Pi giảm bớt cho Pi như vậy là thành là 3 lần H1 trên H2 Thầy cố tình ghi thế này để các bạn nhìn thấy cái tỷ số là người ta cho H1 trên H2 Rồi lại nhân với G1 trên à, G2 à, Tất cả bình Và những cái tỷ số này thì đề bài họ đều cho rồi H1 trên H2 thì bạn có bằng 1 phần 3 Đúng không? Còn G1 trên G2 à, Thì bằng 1 phần 2 Như vậy lúc này nó sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Nó sẽ bằng là 1 phần 2 Đúng không? Nó sẽ bằng 1 phần 2 3 lần lên mà H1 trên H2 thì bằng 1 phần 3 R1 trên R2 bằng 1 phần 2 1 phần 2 tất cả bình Nguy hiểm quá chỗ này Đúng không? Thì anh này nó phải là 1 phần 4 Đúng không? 1 phần 4 V1 trên V2 bằng 1 phần 4 Tức là V1 chiếm 1 phần V2 chiếm 4 phần Vậy tức là bây giờ chúng ta sẽ lấy 30 chia cho 5 phần thì ra một phần nó chính là V1. Như vậy là bài toán này nó là bài toán tổng tỉ. V1 của này nó chính là 30 chia cho tổng số phần là 1 cộng 4, đúng không? Như vậy bằng 6 cm khối. Và các bạn có thể dễ dàng à, thấy được cái đáp án nó chính là đáp án B. Đấy. Như vậy bài toán này thực ra cũng khá là cơ bản thôi, đúng không nhỉ? Mặc dù là có câu chứ mang yếu tố thực tế nhưng thực ra nó khá là đơn giản. Khi chúng ta vứt đi những yếu tố thực tế và chuyển về một cái mô hình thuần túy của hình học không gian cổ điển thì việc chúng ta tiếp cận và ra đáp số bài toán này là không khó đúng không như vậy thầy kết thúc ví dụ số 2 bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với các ví dụ tiếp theo Chúng ta sẽ chuyển qua ví dụ số 3 nhé. chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3 và nội dung của ví dụ số 3 này như sau đó là một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều và có cạnh đáy thì bằng 30mm và chiều cao thì bằng 200mm. thân bút chì thì được làm bằng gỗ và phần lói thì được làm bằng than chì. À, phần lõi có dạng một khối trụ và có chiều cao bằng chiều dài của bút Và đáy là hình tròn, có bán kính là 1mm Giả định rằng là 1 mét khối gối thì có giá là A triệu đồng Và 1 mét khối than chỉ thì có giá là 8 A triệu đồng Tức là giá của than trì thì gấp 8 lần Khi đó giá nguyên vật liệu là một chiếc bút trì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây Như vậy các bạn thấy rằng là đúng là bài toán có yếu tố thực tế liên quan tới việc tính giá tiền của một chiếc bút chì và bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng à, gì nhỉ? Bỏ đi các yếu tố thực tế để chuyển về mô hình của cái bài toán thuần hình học không gian cổ điển. Thì ở đây các bạn có thể nhận thấy rằng là chúng ta đang có một cái khối lăng trụ lục giác đều nên là thầy phát nhanh cái lục giác đều. Ở đây thì có lẽ thầy sẽ vẽ chéo một chút xíu để Ôi, vẽ tương đối nhé các bạn nhé. Đấy, có 6 cạnh như thầy vẽ nó lệch một chút để chúng ta vẽ cái hình nó sẽ đẹp. À, ok. Đấy. Các bạn nhìn thấy là đây là một cái Và ở đây nó có một cái lối là Tức là trong đây nó có một cái phần trì để chúng ta viết đấy Được không? Thì ở đây thầy sẽ minh họa Đây, cái lối của nó đây Đây, các bạn có thể hình dung Đấy, nó có một cái lối thế này Đây, phần, phần lối này Được không? Đấy. Thì ở đây thầy sẽ ghi các cái chi tiết cụ thể Ở đây là có Ờ à, cạnh đáy bằng 3 mm, tức là ở đây tất cả những anh này là 3 mm nhé Anh này độ dài anh này là chính là 3 mm này. Đấy. Và chiều cao thì bằng à, chiều cao, chiều cao thì đây, thầy sẽ lấy đây chiều cao. Chiều cao anh này là 200 mm. Thân bút chỉ được làm bằng gốm mà có phần lõi làm được không? Ok. Đấy có bán kính đúng không? Đấy. Thì các bạn thấy là khối trụ có chiều cao bằng chiều cao của bút và đáy. Đấy cái phần lõi của nó là có bán kính là 1 mm. Tức là anh này thầy gọi đây là giờ 1 và giờ 2 đi. Có lẽ là thầy sẽ gọi cái anh ở à, đây là giờ, thực ra là bài toán này nó chỉ có một cái phần bán kính thôi. Là R của anh này nó chính là 1 mm. À, giả định một mét khối ok thì liên quan đến số tiền. Thực ra các bạn thấy là bài toán này chúng ta sẽ cần phải đi tính thể tích của gì nhỉ? Của phần à, than trì. Và sau đó thì tức là thể tích của cái phần mà làm than trì này và tiếp là thể tích của phần gỗ và sau đó thì chúng ta sẽ lấy từng thể tích tương ứng nhân với số tiền đúng không thì chúng ta sẽ ra giá, giá của một chiếc bố trì à, vậy thì ở đây chúng ta sẽ cần phải giải quyết một cái bài toán đó là gì là đi tính thể tích thì trước tiên ở đây nó gồm hai cái phần để tích à, đầu tiên thầy sẽ đi tính thể tích v là thể tích của than trì trước nhé thì thể tích của than trì nó là một cái khối trụ thì bạn biết rằng là khối trụ thì thể tích nó bằng gì các bạn thể tích của khối trụ thì lúc này các bạn biết rằng là nó chính là uh, p hp r bình. Đúng không? Đấy. Thì thực ra bài toán này là đủ hết các thông số rồi. H họ cũng cho rồi nhá. Đây. À, giờ thì chúng ta có là 1 mm đúng không? Đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi tính thể tích của phần gỗ thì nó là gồm là cái phần mà chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ lấy cả thể tích của cái cái chiếc bút chì này trừ đi phần lói thì ra cái phần mà không phải là lói tức là không phải là than chỉ đấy thì thầy gọi đây là cái phần v là phần gỗ thì lúc này các bạn thấy là nó chính là v của cả cái khối lăng trụ đúng không v của trụ khối trụ trừ đi v của chỉ bây giờ thầy sẽ tính anh này à, lúc này thì v của khối trụ thì bạn thấy rằng là nó chính bằng chiều cao nhân với diện tích đáy mà diện tích đáy của anh này thì bạn biết rằng đây là là giác đều nên là khi nó có một cái tính chất là bây giờ nếu các bạn nối những cái anh này này với nhau này. À, thì các bạn thấy là nó tạo ra 1 2 3 4 5 6 sáu cái tam giác đều. Sáu tam giác đều nhá. Đúng không? Và đều có cạnh là thế này. Có thằng cạnh là a thì giả sử là a đi. thì dùng công thức đây là coi như là cạnh là a đi. À, thì bạn biết rằng là uh, diện tích của một cái uh, tam giác đều cạnh a thì là bằng a bình căn 3 trên 4. Đúng không? Vậy thì 6 lần nét thì các bạn nhân với 6 ở đây thì 6 lần S này nó chính là diện tích của đáy nhá đáy của trụ à, thể nhầm ở đây một chút thì các bạn có thể tính ra nó chính là gì nhỉ à, tính ra nó chính là 3 căn 3 A bình trên trên 2 đấy. thì đây là cái số liệu liên quan đến diện tích đáy đúng không đấy như vậy là ở đây thì có thể ghi luôn lúc này nó chính là 3 căn 3 trên 2 A bình V chỉ nó chính là H P bình À, thì tí nữa thầy có là A ở đây là nó chính là 3 mm. Ok đúng không? Như vậy thầy có thể tính tiền luôn, tính tiền vậy từ đây suy ra số tiền. Hình như là nếu các bạn trình bày tự luận thì đầu tiên các bạn có thể đi tính tức là các bạn có thể đặt cái độ dài của một cạnh là nó chính bằng A thì các bạn có là diện tích đáy nó chính là 6 lần S đúng không? Và nó bằng A bình căn 3 trên 4 nhân với 6. Ok và chúng ta ra kết quả này và sau đó thì mình sẽ tính V chỉ V gỗ này. Từ đây chúng ta suy ra số tiền này là một chiếc bút À, thì thầy sẽ tính luôn thưa công thức nha T bằng Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính số tiền đúng không Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy phần thể tích của trì Chú ý là nhân với 8 8A nhá đúng không Vì đơn giản là một mét khối của trì thì có giá là 8A Sau đó chúng ta sẽ lấy thể tích của gỗ nhân với 1A Ở đây thì có lẽ là chúng ta có thể đặt A cuối cùng ra ngoài Vì các bạn nhìn thấy là đơn vị nó là A chỗ này mà Thế thầy có thể ghi coi như là A Rồi, ghi đây là À, bằng và cuối cùng nó sẽ là bao nhiêu a ở đây đấy chắc chắn là phải có a ở đây rồi đúng không đầu tiên thầy sẽ lấy là hp anh này này thì thầy thay số luôn nhá thì nó chính là có lẽ là thầy sẽ ghi biểu thức trước là v chỉ này nhân với 8 này đúng không rồi cộng với v của gỗ này đúng không và tất nhân với một thực ra là nhân với một chỗ này đúng không nhưng chú ý là cái v ở đây nếu các bạn thay số các cái số liệu mm ấy, thì các bạn phải nhân với bao nhiêu nhân với 10 muốn trừ 9 cho thầy. Đúng không? Nhân với 10 muốn trừ 9 cho thầy nhá, vì đơn giản là 1 m, 1 mm thì bằng 10 muốn trừ 9 Mét khối và mình phải tính ra mét khối thì nó mới tương ứng cái số tiền vì người ta đang à, quy đổi là 1 mét khối thì tương ứng cái số tiền mà các bạn thấy rằng là người ta sẽ đưa ra thông qua là A với 8A. Vậy thì vấn đề của các bạn bây giờ là thay số vào thôi. Thì các bạn nhớ đây, thầy sẽ lấy copy anh này trước. Đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ có biểu thức là gì? À, là H thì lúc này nó chính bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? À, H thì lúc này nó chính là 200 200 này Nhân với bao nhiêu các bạn? Nhân với pi Nhân với giờ bình thì nhân với 1 Ok và nhân với 8 Và cộng với phần vế gối thì là nó là phần này H là 2 à, Thầy có thể làm tắt đoạn này nhé 200 chia 2 bằng 100 100 nhân với 27 nhân với căn 3 100 nhân với 27 Nhân với căn 3 Đúng không? Đây anh này là thầy lấy A bằng 3 mà Đấy và trừ đi trừ đi uh, HP R bình tức là mình. trừ đi cái phần này này 1600 pi oh, à, thì nhân với 10 muốn chữ 9 cho thầy đoạn này đồng ý không? đấy đoạn này thì các bạn sẽ bấm máy của thầy 200 pi nhân 8 này. Ai này là bao nhiêu nhỉ? 9. Bấm cẩn thận nhé. Bấm lắm lúc là nhầm là nguy hiểm. 9,07 nhân 10 mũ -6 các bạn ạ. À. 9,07 nhân 10 mũ -6 tức là khi đó nó tính ra đồng. Đồng ở đây các bạn sẽ nhìn nhận thấy là đúng không? À ra triệu chứ. 9,07 x 10 mũ -6 triệu. Vậy tức là nó chính là 9,07a đồng. Đây các bạn có thể nhìn thấy luôn. Như vậy nó ra kết quả này này. Đúng không? Thì kết quả của thầy ra là 9,07a x 10 mũ -6 triệu. Đơn vị nó này các bạn nhìn thấy là triệu đồng. Đấy thì các bạn sẽ chọn đáp án đi nhá. Yeah. Ok. Có thể nhiên khi các bạn đã hiểu như thế này, nếu mà họ để dưới dạng một câu hỏi tự luận thì việc chúng ta trình bày cũng không khó nhé. Thông thường thì các bạn nên ghi cái biểu thức vào cuối cùng các bạn mới thay số vào cho thầy nhá. Yeah. Đây các bạn có thể viết thêm một cái chi tiết ví dụ tình huống này là chính là 8 pi h pi giờ bình đúng không? Trừ đi cái phần này copy lại cho thầy đúng không? Và sau đó nhân với 10 với 9 và nhân thêm với a là các bạn ra số tiền. Ok. Như vậy thì kết thúc ví dụ số 3 ở đây. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với một ví dụ tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với ví dụ số 4 nhé. Yeah. Chúng ta sẽ đến với ví dụ ở số 4 và nội dung của ví dụ số 4 này như sau Đó là ông A dự định sử dụng hết 6,5m vuông kính để làm bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp Chiều dài gấp đôi chiều rộng và cho thêm uh, dưới kiện là các mối ghép có kích thước không đáng kể Và câu hỏi lúc này là bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu Và kết quả thì làm tròn đến hàng phần trăm Đây. Vậy thì ở bài này chúng ta thấy rằng là nó xuất hiện một cái bài toán liên quan đến bài toán tối ưu Tức là À, nó là bài toán thực tế liên quan đến bể cá này và nó là liên quan tới bài toán tối ưu cụ thể là người ta cần là à, làm cái bể cá làm sao cái dung tích là lớn nhất trong khi đó là cái lượng mà tức là cái diện tích kính để người ta sử dụng ấy thì nó không đủ thì làm thế nào để mình làm sao thiết kế được cái cái bể cá nó có dung tích lớn nhất tức là chứa được nhiều nước nhất Đấy mình hiểu như thế vậy thì à, đầu tiên thầy sẽ phát nhanh cho các bạn một cái tức là bài toán ở đây là chúng ta sẽ và cố gắng lược bỏ đi các yếu tố thực tế được không? để chúng ta chuyển về cái mô hình của một cái bài toán à, gì nhỉ thuần à, cổ điển thì đầu tiên chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là nó là một cái hộp chữ nhật nên là à, thầy có thể phát nhanh cho các bạn. Thế đây nó có một cái chi tiết à, về cái à, cấu trúc cấu tạo của cái hình hộp chữ nhật này đó là chiều dài gấp đôi chiều rộng à, chiều dài gấp đôi chiều rộng vậy thì thông thường các bạn thấy rằng là với những bài toán như thế này thì các bạn cố gắng phải đi thiết lập cho thầy cái v của bể cá đúng không và chúng ta thấy rằng là à, ở đây thì à, chúng ta sẽ cần thiết lập v cá nhưng thể tích của cái hình hộp chữ nhật thì bạn biết là bằng tích độ dài rộng à, nhân dài nhân với cao thì nếu mà các bạn đặt luôn cả ba ẩn ấy, thì thông thường ở đây các bạn thấy là chúng ta nếu đặt luôn cả ba ẩn thì không nên vì ở đây chúng ta lại có một cái chi tiết đó là dài gấp đôi rộng nên là thầy có thể ràng uh, buộc theo rộng là x chẳng hạn thì dài sẽ là 2 x đúng không Đấy. và lúc này các bạn thấy rằng là chiều cao thì chúng ta không thể có mối quan hệ với các chiều dài bên dưới nên chúng ta chấp nhận gọi là y đi chúng ta là y như vậy là khi đó cái thể tích của các bạn nó sẽ phụ thuộc vào hai biến và thông thường khi đó chúng ta sẽ cố gắng tìm ra một điều kiện ràng buộc giữa hai biến x để chúng ta dồn về một biến và nó quay về bài toán là gì? Tìm min max của một cái hàm số một biến số. Đấy. Thì nó cũng khá là cơ bản thôi. Đấy. Thì việc đầu tiên các bạn có thể nhận thấy rằng là chúng ta sẽ đi thiết lập cái vk cá này. vk cá này nó chính là x nhân 2x nhân y tức là nó bằng 2x bình y. Đúng không? Và như thế nói thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng tìm mối quan hệ giữa x và y. Thì chúng ta thấy là có một cái chi tiết đó là Người ta sử dụng là 6,5 m khối kính thì chúng ta hiểu rằng đây chính là phần gì? Phần diện tích xung quanh. Và lúc này không phải là diện tích xung quanh nữa mà là diện tích của cả diện tích toàn phần nhưng bỏ đi cái phần nắp, tức là phần nắp là người ta không làm. thế như phần dưới thì có làm. Phần này là bỏ đi, không không làm phần này. giống như là để để chúng ta à, cho nước vào đúng không? Đúng không? Đấy. Và thông thường thì để như thế thì người ta để cái bể cá thì phải có cái phần này đúng không? Đấy, không có nắp. Đấy. Thì cái tình huống này các bạn có thể nhận thấy rằng là khi đó cái diện tích À, kính dùng ấy, diện tích kính dùng thì lúc này các bạn sẽ tự nhận thấy rằng là nó sẽ là à, hai mặt này này cộng với nhau này, hai mặt trước và sau cộng với nhau này và mặt đáy đúng không? Thì đầu tiên thầy sẽ đi tính diện tích của cái mặt này trước nhá, thì nhân đôi lên. Như vậy thành là 2xy. Thì nhân đôi lên vì đơn giản là nó sẽ có một mặt đối diện. Còn mặt trước của thầy thì nó có một anh là y, một anh là 2x. Như vậy là 2xy gấp đôi là 4xy. Đồng ý với anh này là y mà. Là 4xy. À, cộng thêm với phần diện tích của anh này là 2x bình. Đúng không? Chỗ này nó sẽ bằng là 6xy cộng với 2x bình. Và đề bài này cho bằng 6,5. Đúng không? 6,5. Tức là bằng 13/2 đi cho nó đẹp. 13/2 thì điều này tương đương với gì? Đấy thì lúc này các bạn thấy là chúng ta có mối quan hệ không? Thì lúc này nó chính là 12xy cộng với 4x bình thì bằng 13. Đấy. Vậy vấn đề của thầy là bây giờ thầy sẽ cố gắng làm sao rút thế để làm sao chuyển về một ẩn. Thì ở đây các bạn có thể nhận thấy là thầy có thể hoàn toàn rút được xy theo x và bây giờ thầy thế vào đây. Vì thực ra bản chất của anh này nó chính là à, nó chính là 2x nhân với y Đúng không? Vậy thì từ đây thầy sẽ rút y ra. y của thầy như vậy nó thành là 13 trừ đi 4x bình trên 12. Đấy. Như vậy khi đó cái biểu thức V thể tích của cá bể cá của thầy ấy. nó sẽ bằng là 2x nhân với 13 trừ đi 4x bình trên 12. Và lúc này thì nó bằng là gì? 13x trừ đi 4x mũ 3 trên 6. Đúng không? Và thầy đặt anh này là fx đi. Và nó quay về bài toán tìm mắc của cái hàm này. Thì nhiên chúng ta sẽ cho thêm cái điều kiện của x. Ở đây thì chắc chắn là x phải dương rồi, đúng không? Vì lúc này là nó là độ dài mà. Cái thứ hai là anh này phải dương nữa này. Vậy tức là khi đó chúng ta sẽ làm việc với điều kiện của x Là lớn hơn 0 và nhỏ hơn Anh này Dương thì nó sẽ nhỏ hơn căn 13 trên 2 Căn 13 trên 2 Rồi oh, quay về bài toán tìm mắc của anh này Rồi việc này thì quá đơn giản rồi Nên là thầy sẽ dành một chút bảng ở đây để các bạn làm tiếp nhé Chúng ta sẽ làm tiếp đoạn này Thầy sẽ có là f'x đi f'x của thầy nó sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Đây các bạn có thể nhìn thấy là Anh này thì nó chính là 13 Trừ đi 12x bình Đúng không? Trên 6. Và cho này bằng 0 lên thì mình sẽ tìm được x sẽ bằng là căn 13/12. Đúng không? Đấy. Thì đến đây các bạn sẽ lập bảng biến thiên ra là bạn sẽ nhìn thấy min ngay ấy mà. Đúng không? x à, fx. f(x. Đây là chặn 0 này. căn 13/2 này. À này là căn 13/12 chắc chắn là nhỏ hơn rồi anh là bằng không này anh này dấu anh này là trừ thì anh này sẽ là trừ này anh này dương này đi lên đi xuống đúng mắc không đây chính là mắc này tức là f của căn 13 ba trên mười hai nó chính là mắc đây các bạn đúng không vậy thì từ đây suy ra là gọi ổn rồi vậy thì v mắc v mắc lúc này nó chính là f của căn 13 ba trên mười và lúc này thì công việc của các bạn là thay sổ vào hộ thầy thôi thì lúc này chúng ta sử dụng máy tính nhá và chúng ta sẽ làm tròn đến hàng phần trăm tức là chúng ta sẽ để hai cái chữ số vật thập phân sau cái dấu phẩy đúng không thì chúng ta sẽ có là à, 13 x này trừ đi 4 x 3 trên 6 can với giá trị x bằng căn 13 trên 12 căn của 13 chia Kết quả bằng là xấp xỉ 1,503 Vậy thì nó là 1,50 Xấp xỉ là 1,50 Mét khối à, Như vậy là về mắc thầy đã tìm xong Đấy, Như vậy là nếu thiết kế dạng một câu hỏi trắc nghiệm Thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án này Còn nếu tự luận thì chúng ta chốt luôn Như vậy đây chính là cái dung tích mà bể nó sẽ có thể chứa được nhiều nhất đó là 1,5 mét khối đúng không nhỉ? Đấy. Ok như vậy thầy kết thúc ví dụ số 4 cũng là kết thúc thúc cái phương pháp đầu tiên à, cái hướng để chúng ta tiếp cận với những bài toán thực tế bây giờ chúng ta sẽ đến với phương pháp số 2 đó là phương pháp mà chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng của tích phân để giải quyết những bài toán gì nhỉ? thực tế mà sẽ chuyển qua phương pháp số 2 nhỉ?